nè, bạn nghe lời tôi, ngày mai bắt một chuyến xe tới Đà Lạt. Rồi từ đó tôi sẽ nhờ bạn tôi ở trong khóa tu đó kéo bà vô cái khóa tu đó, hiểu không? Rồi không có được đâu, đi như vậy là tội nghiệp ba mẹ tôi nè, còn tội nghiệp Tôm nữa, không có được. Với lại tôi mới đậu phỏng vấn, hai ngày nữa tôi đi làm rồi, hay là từ từ nha, từ từ đi. Không, bây giờ việc này càng để lâu càng rắc rối, còn vài tháng nữa là bà cưới rồi, mà bà nghĩ đi, vài bữa nữa ba mẹ bà sẽ đi mời khách khứa, rồi sau đó lại đi đặt cặp nhà hàng, lúc đó mà chuyện bể ra thì bà sao, gia đình bà không có tha thứ với bà đâu. Có được, với lại đi lên đó rồi không cho xài điện thoại, lấy gì tôi chụp hình sống ảo. Giờ là hay là, hay là cho tôi mang điện thoại theo đi, tôi để chế độ máy bay tôi chỉ chụp hình thôi. Bà phải nghe lời tôi, lên trên đó rủ bỏ tất cả bụi trần, chỉ có việc đọc sách và tu thiền. Sau khi kết thúc khóa tu, tinh thần của bà sẽ thông suốt giống như tôi nè. Chị hiểu không? Không. Bây giờ bà không chịu như vậy đúng không? Vậy thì bà viết thư bà bỏ lại đi. Thà bây giờ bà là một bà mẹ đơn thân, huy hoàng và tự trọng, còn đỡ hơn là khi về nhà làm dâu, lúc đó ở bên gia đình đó không ai chịu bà và hắt hủi bà, xa lánh bà. Bà sống như vậy được không? Không được, nhưng mà bây giờ không một cách nào khác, bắt buộc phải trốn hả? Ừ, trốn đi, nghe là tôi trốn đi mà. Trốn đi đâu, cho bà trốn với. Ô ba. Ba. Tôi vô mà làm như người vô hình, không ai để gì tôi. Con mắc lo, con mà con nhìn thấy. Lo gì hả? Dạ cháu chào chú. Chào chào gì hả? Con nghĩ sao? Con nghĩ sao mà con rủ con gái tôi vác cái bụng bầu đi tu giống cậu vậy hả? Ờ, thì con đâu có rủ gì đâu, tại vì Đan Thanh nó căng thẳng nên con mới du lịch dẫn Đan Thanh du lịch. Đừng có qua mắt người lớn được đâu ha, ha không có được đâu ha con ha. Còn con nữa. Dạ. Nãy sáng giờ mà con khóa máy là ba đã nghi rồi, mà tại sao khóa máy vậy? Mở điện thoại lên. Dạ dạ. Con có biết là thằng Thơm sáng giờ nó gọi con không được, nó khóc quá trời luôn không, nó bỏ cửa sửa của nó luôn á. Dạ. Thấy không, con để cho nó nhớ, nó thương con quá trời luôn kìa, nó gọn hoài không được, nó lo quá trời quá đất kìa. Nghĩ sao vậy, bộ tính làm người bí ẩn. Mở điện thoại ra. Dạ dạ, mở. Tính của tôi á là giản dị lắm, không có bày vẽ đâu. Khách nó mời khoảng 60 bàn, mà bạn của vợ chồng tôi á chỉ có 45 bàn thôi. Còn 15 bàn á là bạn của mấy đứa nhỏ với bên nhà gái, chị thấy làm sao? Dạ thưa chị, dạ chồng tôi nói thì dạ bên chị tính sao cũng được hết. Tại vì con gái tôi mà nó lỡ cưới chạy rồi, làm lớn lao làm chi. Anh hai con Thanh nó cũng nói vậy đó chị. Trời ơi, mình làm chừng đơn giản thôi, mình đãi hai bên dòng họ thôi là được rồi chị. Dạ, đẹp mặt để cho người ta khỏi mắc nợ đó, mà mình khỏi mắc nợ người ta đó chị. Dạ. Chị là người hiểu chuyện đó. Đúng rồi, mình cưới chạy mà mình làm rền rang chi. Chứ bình thường á nghe là gia đình tôi á ít nhất cũng phải là 200 bàn đó. Nhưng mà thôi chị ơi, mình làm như vậy á người ta cười cho, không người ta biết chuyện rồi người ta cười mình á. Trời ơi thôi mình làm cho nó xong cho rồi đi, 60 bàn đâu có nhiêu đâu, phải không? Cho nên với lại con chị sao thằng Tôm con nhà tôi là con trai một mà không làm á rồi người ta cười sao? Ít ra cũng phải nở mặt nở mày chút chứ chị. Dạ, dạ ông xã tôi cũng nói là dạ mọi việc là để bên chị tính hết, dạ bên tôi chỉ biết nghe lời thôi ạ. Ừ, thì tôi quyết định vậy đó. Ờ, mà không, bây giờ vậy nè, có cái chuyện này tôi muốn gặp chị để bàn trực tiếp luôn. Menu á, mình chọn món ăn á, với lại áo cưới nè, với lại xe kết hoa, đồ để rước dâu á. Với lại nói chung là nhiều thứ để mình chuẩn bị lo lắm. Chị coi sắp xếp gặp tôi chút xíu nha. Dạ chị rảnh lúc nào chị hô một cái là tôi có mặt liền. Không mấy ngày mai á chị gặp tôi một chút xíu được không? Tôi là tôi bận lắm á, chị thì chị rảnh chứ tôi phải sắp xếp thời gian gặp chị. Tôi kêu Tôm á nó chở tôi qua bển, chừng 30 phút thôi là tôi giọt liền. Quyết định vậy ha, có gì tôi gọi chị đi nha. Dạ, cảm ơn chị. Tôi nói thiệt với bà nha, tại lỡ con gái tôi nó bị như vậy rồi ha, cho nên tôi phải nhịn nhục. Tôi biết bà nổ mà hỡi chú. Dạ, tại vì con gái tôi đã biết chưa. Bận trăm công ngàn việc, qua bàn chuyện chút xíu rồi về xạo nổ. Ê bà cháu, bà rảnh không, qua nhà tôi chơi đi, đổ bánh xèo ăn. Trời ơi đang rảnh nè. Rảnh mới rủ chứ, rủ bà hoài luôn. Thì ăn đi, đổ khi nào mà ăn là ngán thôi về. Còn thời gian làm gì hả? Đi spa chứ làm gì. Bữa nay tôi rảnh lắm nha. Vậy nha. Ê dạ, đau quá. Làm gì ba? Nhấn mạnh, rốt cuộc là hai đứa hiểu chưa?
Dạ, cũng sơ sơ. Sơ sơ cái gì? Bố tưởng là dễ lắm mới lọt được vô cái nhà đó hay sao? Chú nói sao chứ bây giờ Đan Thanh có cái này thì lọt cũng dễ mà. Trời, đừng có lấy cái đó ra làm áp lực với người ta. Bao nhiêu đứa có bầu hả? Rốt cuộc vẫn bị bạn trai quất ngựa truy phong, thậm chí là gia đình ruồng bỏ. Cuối cùng không sao, phải đẻ ướt. Hiểu không? Nó phải chuyện đơn giản vậy. Nhưng mà tại sao đằng này, tại sao nó được vô một cái nhà tử tế như vậy? Vì sao? Vì ba của thằng Thơm là bạn thân của tôi ha. Mà ba của thằng Thơm xem con Thanh cũng giống như là con ruột của mình vậy đó ha. Rồi đồng thời là thằng Thơm với lại bà nội của nó còn yêu quý con Thanh nữa. Yêu quý đến nỗi mà không biết để đâu đó. Thay vì mình nói để trên đầu hơi quá, hiểu không? Đó, cũng nhờ vậy nó mới có được một hoàn cảnh tử tế vậy. Chứ đối với một đứa con gái mà vô tâm hời hợt như Thanh đâu phải dễ mà được vậy. Trời ơi ba ơi, nhưng mà chưa cưới. Ừ? Ba phải hiểu vấn đề là chưa cưới. Cho nên bây giờ người ta nói vậy, ta thương vậy thôi. Ba muốn cưới về nhà đi rồi ha, lúc đó ha khủng bố nha. Còn chuyện vợ lỡ hết, bây giờ con sao? Đúng rồi, đúng. Chị không biết gì đúng. Nếu khủng bố xong mà áo giáp vô. Không phải, nếu mà khủng bố, con chịu không nổi là gọi điện cho ba. Ba sẽ qua, ba rước con về Vinh, hiểu không? Ba nói vậy chứ ba với bác Long là bạn thân với nhau mà. Không bạn bè gì hết trơn. Ở trên đời này không có ai mà quan trọng bằng con gái ruột của ba hết. Hiểu chưa? Ba hứa, ba nói, ba hứa là ba phải giữ lời nha. Thì sao? Suy nghĩ kỹ đi. Cậu là bạn của anh Thanh. Tôi không có mà cấm cậu là không được chơi với bé Thanh. Nhưng mà cậu là bạn thân đó mà, hiểu không? Thì thấy bạn vậy phải giúp đỡ chứ. Phải nói những lời hay, ý đẹp để ủng hộ cho bạn thân. Tại sao mà cái bàn ra không hoài vậy hả? Kha! Dạ, thì Thanh nó cũng là bạn thân con. Thì con mới sợ nó khổ nên con mới lấn cấn. Thôi, cái chuyện đó là chuyện của tôi. Nó con gái tôi, để tôi lo ha. Ba, đi đâu hả con? Con rể nó gọi, để ba nói chuyện. Alo. Con rể hả? Ba vợ nè. Không có. Sáng giờ Thanh phụ bán quán. Ra nó sợ hết pin, nó tắt điện thoại. Không sao. Yên tâm. Trời ơi, con yên tâm, nó không có gì hết á. Không, tại tận nó vậy á. Lúc này nó nhảm vậy đó. Trời, tại con biết chứ. Hồi đó nó xàm dữ lắm. Giờ giảm bớt rồi đó. Ba nói dữ lắm, nó giảm bớt. Không sao con. Rồi có gì ba kêu con Thanh nó liên lạc lại với con ha. Rồi bye con rể. Good morning. Good afternoon. Rồi bye con. Ba. Nè. Trong danh bạ điện thoại sửa tên lại ha. Sao vậy? Nó là chồng con rồi. Chứ để cái tên Thơm trong trọng vậy đó. Phải để sửa nó lại là chồng yêu, hay là honey, hay là baby, hay là em nói tên Thơm mà. Để mèo cưng đi. Trời. À, mời chị với cháu uống nước. Cảm ơn chị nha. Tôi không có quen uống nước ngọt. Bởi vì nhìn ra là biết là phẩm hoa màu độc hại rồi, bệnh chết. Dạ, vậy để con chị vô lấy nước lọc cho cô. Yên tâm đi, có gì đâu, chị lo. Dạ, ngon. Còn không ấy thôi chị. Con... Dạ, đi lấy nước lọc cho. Nước lọc vô nha. Cô nha. Cảm ơn con. Con ngồi đây chừng 30 phút, cô về. Thì chị mời chị với cháu trái cây. Dạ. Trái cây đi. Trời đất, dĩ trái cây mà chị gọt chị đãi khách đi hả? Dạ. Trời ơi, trình bày khéo quá ha. Trời ơi, tôi hậu đậu, tôi vụng về muốn chết mà chị khen chi tôi mắc cỡ nữa. Tôi xào không? Bữa qua nhà chị đó, trời ơi, tôi thấy chị sao mà giỏi giang, mà đảm đang mà khéo léo. Tôi thấy tôi mắc cỡ á. Xưa giờ nhà tôi vậy đó. Dạ. Những cái buổi cơm mà ăn bình thường á nghe, tôi cũng bài trí nó đẹp, thật là đẹp như nhà hàng sang trọng vậy đó. Chứ đâu có để kiểu như vậy. Mình ăn uống nó cũng phải có nghệ thuật một chút chứ chị. Sẵn đây á, hỏi luôn cái chuyện đám cưới tụi nhỏ đó. Chị tính làm sao? Có tôi để tôi lo luôn cho. Thì chị mở lời vậy thì tôi cũng xin nói với chị là gia đình tôi thì cái chuyện gì cũng ổn hết. Nhưng mà cái vụ mà đám cưới nè, tôi có chuyện tôi lo dữ lắm. Căng dữ vậy đó hả? Dạ căng lắm luôn đó chị. Chuyện gì đâu, nói nghe thử coi. Có nghĩa là tôi không biết là đám cưới đó thì mình nên mặc áo đầm hay là áo dài. Chỉ có chuyện đó thôi mà căng thẳng dữ vậy đó à.
Sao con? Dạ mẹ, mấy chuyện này chọn lựa mẹ mặc một cái áo dài truyền thống thôi, màu nhu nhu là được rồi. Con ơi, con nói vậy sao được? Cái gì không bộ hả? Không có được. Này con tính đi, con tính đi nè, đám hỏi bộ đúng không? Rồi mình là gì đó gia tiên bộ, rồi đám cưới con bộ, là ít nhất cũng phải ba bộ. Trời ơi, mình chụp hình mà có một bộ người ta nói gì keo kiệt, bộ nghèo lắm sao con bộ hả? Đúng. Nói chung á là gia đình tôi thì biết rồi đó. Dạ. Hai vợ chồng tôi ai cũng tướng tá sang trọng hết. Chị tính gì cũng đúng, quan trọng là nhân dáng, gương mặt thần thái. Dạ. Nhưng mà trang phục nó cũng phải đi đôi với nhân dáng của con người. Dạ. Cho nên là chị nhìn thấy đi, chồng tôi là người có địa vị ở xã hội này, cho nên làm sao phải xứng tầm hai bên với nhau mới được đó nghe, xứng đôi vừa lứa. Dạ. Tôi thì tôi tính mai ba bộ đó, rồi ý chị vậy đó. À vậy hả? Dạ. Tôi là năm bộ chứ sao ba? Năm. Chị năm bộ hả? Thấy năm con ít nữa đó. Vậy đó hả? Đó hai đứa nghe không? Đó. Mẹ con là năm bộ. Dạ. Thì bên đây cũng phải, đâu có thua kém, cũng phải năm bộ. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước, yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru, yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.